Nguyễn Đức Long xin trân trọng kính chào đại gia đình chúng ta trong bản tin của buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, buổi sáng hôm nay thì Long muốn chia sẻ với quý vị qua cái câu chuyện của nhà số 4. Hiện nay có một chị đại đang quay trở lại với căn nhà số 4 và nói rõ lên sự thật những nhân vật ở trong căn nhà số 4 này trong suốt thời gian qua như thế nào. Và bản chất họ ra sao? Và chính cái chị đại này đã từng là người trong cuộc nên chị rất hiểu cái câu chuyện ở trong kẹt. Và kính thưa quý vị, hôm nay Long muốn mở cho quý vị nghe một chút xíu khi cái nhân vật này nói gì, rồi chúng ta sẽ đi vào bình luận nhé. Xin mời quý vị. Quý vị nghe bấy nhiêu quý vị chắc chưa hiểu đúng không? Ra rã có nghĩa rằng là hết người này lên nói người khác nói nguyên thuyên bất tận và kéo giãn cái thời gian ra. Chị này nói như thế. Còn là cái phường ở đâu chui vô không? Chui vô gia đình của người ta không mà làm giống mẹ giống cha, làm giống như anh hùng, là nói gì cuối cùng xong rồi tay. Đó, quý vị nghe không? Dòng làm là làm cái dòng mẹ dòng cha người ta, ở đâu chui vào đây rồi làm dòng mẹ dòng cha ta, là có nghĩa là nói đến cái chị mà đại gia chân vịt đó quý vị, đại gia mà 8.000 tỷ đó. Tiền phải không? Tiền kinh doanh không cũng bán không. Nhưng nói chung lại là chị này, ý chị này muốn nói rằng là tất cả những con người này là vì tiền thôi nha. Quý vị nghe, cái người mà mất rồi mà cũng không yên mồ yên mã, bị kêu réo hoài. Còn cái người này á, ở đâu là vào đây là xưng hùng xưng bá này. Quý vị nghe lại chút xíu chỗ này nha. Vô làm anh hùng xưng bá, rồi làm quân sư quạt mo, rồi dẫn dắt, rồi làm là giống như là Bồ Tát sống, rồi làm giống như là mẹ thiên hạ. Đó, quý vị thấy không? Ở đâu chui vô đây là làm quân sư xưng hùng xưng bá, làm quạt mo rồi làm Bồ Tát sống. Ý là Phương Anh bánh tét này nói luôn là cái câu chuyện của cái chị mà đại gia chân vịt á, đại gia mà đại gia cái như là đại gia mồm á đó. Quý vị thấy không? Đó, quý vị thấy không? Đó, ra vẻ làm ông cố ông sơ không? Làm người bề trên thế này thế kia đó. Đó thì đúng y vậy. Phương Anh bây giờ nói những cái câu nói này là tôi nói là rất là đúng, rất là chuẩn luôn. Rồi ở đâu á, con nuôi con nít chị đâu trôi sông làm chợ đâu ốc ra, rồi tự mình là tôi là thế này tôi thế nọ thế. Đó, thấy không? Con nuôi con nít trôi sông lật chợ đâu, từ đâu ở đâu cả lòi ra, rồi cuối cùng là tôi thế này tôi thế nọ, làm mây làm gió trong cái gia đình này, trong căn nhà này. Đúng y xì, cô này nói rất hay. Ê mà tại sao lại dùng cái giấy 500 không được nha. Quý vị thấy đúng không? Đúng chưa? Cô này nói rất là chuẩn chứ không phải là nói sai. Mà tôi cho rằng thưa với quý vị rằng là cái câu chuyện hôm nay đến giờ phút này đã cho chúng ta thấy những con người nằm trong căn nhà số 4 này toàn là họ có những cái mưu mô xảo quyệt, họ có những cái ý đồ đen tối, họ chỉ vì tiền thôi. Ví dụ như Long nói, những cái tin nhắn giữa cái đứa con nuôi này với người khác bây giờ đã được cái như rằng là lôi ra trên cộng đồng mạng. Vì sao? Vì người ta tức có một điều rằng là đứa con nuôi này ngày xưa cố nghệ sĩ vừa nằm xuống, nó lên nó diễn một kịch bản rất là hoàn hảo. Tôi làm đạo diễn nhưng mà tôi còn không phát hiện ra nó là người diễn.
Tôi tưởng thật không à, quý vị? Là vì sao? Nó nói câu rằng là khi trước khi ba bệnh nặng, ba lấy giấy tờ, ba kêu à, con lên trên phòng ba, con ba đưa giấy tờ cho con, nói con giữ à, giấy tờ nhà đất ở đó rồi làm ăn nuôi à, mấy đứa cháu ngoại của ba. Nói như đúng rồi, nói một cách tôi nói quý vị rằng là dựng chuyện lên nói cái trơ trẽn trắng trợn như vậy mà không hề chớp mắt, không hề có một cái biểu hiện gì gọi rằng là nói láo, nói dốc hết trơn. Đó, diễn rất là xuất sắc quý vị. Đó. Nói là chính tay của ba đưa cầm giấy tờ nhà đất đưa cho con, nói rằng là con giữ đi rồi để đó rồi ở rồi sống rồi làm ăn rồi nuôi mấy đứa nhá, cháu ngoại của ba. Không có ba nào nói câu đó. Nhưng rồi để rồi bây giờ những cái tin nhắn giữa cái đứa con vô ơn này với người khác nói rằng là bây giờ phải lấy chìa khóa rồi tôi phải làm trước, có nghĩa là sợ cô Sáu lấy chìa khóa, lấy giấy tờ nên buộc lòng phải lấy giấy tờ trước, làm trước. Thành ra tôi nói thật với quý vị á, trong câu chuyện này nó vô cùng phức tạp. Nếu như mà mình mở rộng cái ý ra thì cũng có một chút xíu là tiếc cho cái cô trợ lý này. Tại sao phải chi hồi đó mà cô bản lĩnh thêm một chút nữa, cô đừng giao cái chìa khóa này cho cái đứa con vô ơn này, thì ngày hôm nay đâu có câu chuyện này và gia đình cô Sáu cũng không bị tan nát như vậy. Nhưng mà tại vì cái đứa con nuôi này nó quá hung dữ, thành ra là làm cho cô trợ lý Kim Nga này quá khiếp sợ, buộc lòng phải giao chìa khóa cho nó. Thì giao chìa khóa cho nó thì cũng giống như là giao cái như một nỏ thần cho vào tay giặc thôi. Quý vị nghĩ đi, giặc ở đâu? Giặc trong nhà chứ giặc đâu. Nhưng mà đó là câu chuyện khác. Long nói như vậy thôi chứ không phải hề trách móc gì đến Kim Nga nha. Vì Kim Nga là người coi như rằng là phải phụ thuộc vào nó. Lúc bấy giờ là ba nó chuẩn bị yếu hung rồi, chuẩn bị mất, là nó làm cái, nó lấy cái quyền là nó là con nuôi. Thành nó ra lệnh Kim Nga phải đưa thì buộc lòng Kim Nga là chỉ là người ăn kè ở thôi. Xét ra cho cùng là vậy thôi. Thì Kim Nga phải giao chìa khóa cho nó. Mà khi giao chìa khóa cho nó rồi thì nó muốn mở, nó muốn lục, nó muốn lấy cái gì là quyền của nó. Mà rồi cuối cùng dám lên dẫn dắt cộng đồng mạng diễn như đúng rồi vậy đó, diễn như thật, còn hơn diễn viên xuất sắc nữa. Diễn nói rằng là ba giao giấy tờ cho con và dặn dò con là cố gắng ở đó giữ cái căn nhà đó, rồi làm rồi nuôi mấy đứa cháu ngoại của ba. Chà, công nhận cô này, tôi phải nói rằng là cô này chưa học diễn viên ngày nào mà diễn rất là tài giỏi. Còn thêm cái nữa đó, bây giờ nó khổ cái vậy đó, bây giờ ông trời ông có mắt, thành ra đó ông mới cho lòi những cái tin nhắn đó ra. Bây giờ cô này còn cái gì để mà chối cãi nữa không? Mình lấy chìa khóa, mình phỏng tay trên cô Sáu để mình mở kết sắt, mình lấy giấy tờ, lấy tiền bạc mọi thứ. Tôi nói cho quý vị nghe nè, không chừng ở trong này có một cái giấy di chúc trong đó, nhưng mà đã bị thủ tiêu. Đây là câu chuyện mà tôi muốn nói tới hôm nay, là cái giấy di chúc của cố nghệ sĩ để lại đã bị thủ tiêu. Tôi nghĩ rằng ở đây là đến 99% là có. Chứ còn không thì sẽ có giấy di chúc. Tại vì tôi nghĩ rằng đối với cố nghệ sĩ không phải là một người bình thường. Ông rất là giỏi, ông rất là tài hoa, lỗi lạc. Thành ra ông biết được những cái sự việc sau này, em út ông như thế nào, con cháu ông như thế nào. Kể cả con nuôi, kể cả đệ tử đều có, đều ông đều có hết. Thì ông phải biết dàn xếp như thế nào để cho nó sau này trong ấm ngoại em. Mà theo tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện này, cái di chúc mà ông đã viết, ông đã lập, thì có khả năng nó sẽ liên quan đến cái di chúc miệng của ông. Tôi dùng cái từ là có khả năng thôi nha, nhưng mà thật sự ra là vậy. Thì bây giờ hỏi quý vị, nếu như trong cái tình cảnh này, trong tình cảnh này mà đứa con này nó làm những việc này, thì hỏi quý vị nó có vi phạm pháp luật hay không?
Đó là câu hỏi đầu tiên. Còn nếu mà cái câu hỏi thứ hai rằng là có vi phạm về đạo đức hay không, thì điều đó là khỏi cần phải hỏi nữa. Điều đó là quá trắng trợn rồi, quá vi phạm rồi. Còn nói về cái sự tham lam của cái đứa con nuôi này có không? Là quá quá độ luôn. Cái sự tham lam quá độ luôn. Không còn gì để nói nữa. Rồi, đó là câu chuyện hôm nay Long muốn chia sẻ với quý vị. Rồi, mong quý vị hãy nhìn theo cái góc nhìn của mình. Góc nhìn riêng của từng người để chúng ta có thể thấy được cái sự thật bên trong của cái câu chuyện drama của căn nhà số 4 này như thế nào. Và chúng ta có quyền đánh giá những con người liên quan trong căn nhà này qua cái sự đánh giá và qua cái sự hiểu biết của từng người. Và chúng ta cũng mong muốn sao để cho cái câu chuyện này kết thúc một cách có hậu, kết thúc một cách tốt đẹp, kết thúc một cách phải là nghiêng về theo cái di nguyện của cố nghệ sĩ. Rồi đến đây Lâm xin kính chào quý vị nha.